Chào tất cả anh chị. Hôm nay mình có nhận một sản phẩm trên tiếng lộ 61C của thuộc hàng Cò Vào Kiên Giang các anh chị. Này là một cái nền 451 m². Đấy thì với mức tiền là 8,5 và vô 57 nha. Thì hướng nam nha. Rồi chúng ta bắt đầu đi xem đất. Đây là lộ trước đất. Đây là lộ trước những cái nền nha các anh chị. Cái nền chúng ta làm ngay đây. Tiền 8,5 nha. Thì nền này thì chủ đang kêu cái giá là 1,350 tỷ. Được sàn lắp từ đây tới trong luôn, hậu thì nó được 7,75 tiền 8,5 có 36 thổ cư gần như là kilo năm ha. Đây là thuộc Gò Vao Kiên Giang, tổng diện tích là 4,51 m² nha công ty. Đất cụm công nghiệp á, một cây số, khu dân cư khoảng 300 m, chợ cái tư khoảng 3 cây số, thành phố Vị Thanh 12 cây ha, gần hơn là 60 cây số các anh chị. Chủ đang kêu bán cái miếng đất này nè với giá đó là 1,350 tỷ, không biết được giá nào ha. Đầu video đến đây là hết nè, cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video. Anh chị nào có nhu cầu á thì liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại 0939953639 ha. Gọi em thì em sẽ đến đi bằng vị trí để em lấy thông tin nằm chính xác nha anh chị. Anh chị là trên cái kênh này có những đăng ký thông báo đất mới như tình như đất 927 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.